Alo, alo. Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Cha Cha TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại video clip ngày hôm nay thì xin thưa với các bác. Bình thường thì thật sự với các bác rằng là Hoàng Zone Cha Cha TV ít khi bình phẩm về những cái nó gọi rằng là nhân tướng học. Nhân tướng học, nhưng mà nhìn qua một cái bức ảnh này của phóng viên chụp ảnh thì thật sự tôi không không biết là có nên nói hay không, bởi vì các bác có thể thấy ông Đỗ Hữu Ca sau một cái buổi mà ra tòa thì dáng vẻ là rất là tiều tụy, cúi gằm mặt không dám gặp nhìn ai, đeo khẩu trang, tay thì bọc vải bởi vì đau còng, mặc bộ quần áo xanh của bị cáo. Thế nhưng mà khi ông bỏ cái khẩu trang ra trả lời ở trên trên báo chí thì các bác hãy nhìn kỹ. Tôi xin thưa với các bác rằng là phải nhìn thật kỹ cái mồm. Cái mồm có một cái mồm rất hay, rất thú vị. Cái mồm này thì không lẫn vào đâu được. Khi mà ông còn béo tốt, đương chức hét ra lửa với cái thời mà ông ra tòa với cả là cái mồm như thế này thì nó có một cái điểm là không khác vào đâu được. Gầy hay béo thì nhìn phát cái nhận ra ngay. Hay chúng ta ngôn ngữ chúng ta thường ngày dân dã nói rằng là điêu trẹo mỏ, điêu trẹo mỏ, đúng không? Ông khi còn đương chức thì ông đã có một cái nó gọi là, trong khi dư luận cả nước thì bức xúc, thì ông nói là đây là một trận đánh đẹp và có thể viết thành sách giáo khoa. Ngày hôm nay chúng ta lại nhận thấy một bản chất một con người như thế nữa, nhưng lần này là trước vành móng ngựa. Và ông đã có cái câu mà thật sự là nan giải, đó là ông bảo rằng là đại ý thì ông bảo rằng là đối hữu, nghĩa là vợ chồng Đức Ca, là vợ chồng là của Đức với vợ ấy. Vợ chồng Đức Ca là mang 35 tỷ đến nhà và để ở đấy, ông không biết, và thậm chí là một tháng sau ông mới biết, một tháng sau ông mới biết, kinh không? Đấy là đại ý thôi, còn tôi sẽ trích dẫn nguyên văn này các bác như thế này. Trên tờ VN Express thì người ta nói đầy đủ hơn đó. Cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca thì trước tòa phủ nhận hứa hẹn chạy án và khai tiền do đàn em là tự để trong nhà, ông không sờ tới nên không biết đó là 35 tỷ đồng. Thấy không? Và chiều ngày 10 tháng 4 ấy thì ông Ca khai là khi doanh nhân Đức nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra công an Quảng Ninh thì Ngọc Anh vợ ông Đức đến gặp và kêu khóc rất nhiều. Nói đi nói lại là nhờ anh cứu em. Do ông Đức đang bỏ trốn, ông Ca khai là rất mong gặp nhưng không được và cũng không thể liên lạc. Tôi coi như là em muốn gọi Đức về để tư vấn, khắc phục hậu quả và đưa đi đầu thú. Tất cả đã sẵn sàng nhưng tôi đợi mãi không thấy Đức về. Ông Ca khai và trình bày tại phiên tòa. Qua Ngọc Anh thì ông Ca là biết sai phạm của Đức là mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nên nói muốn cứu thì gia đình phải bồi hoàn tiền chiếm đoạt của nhà nước và thêm khoản tiền nữa để đề phòng phát sinh. Và tôi nói với Ngọc Anh rất kỹ là không hề bảo mang tiền chạy tội và không bảo mang tiền đến nhà tôi. Ông Ca khai và khẳng định không gặp ai để tác động hay là chạy tội. Nhớ rõ vợ chồng Đức 4 lần mang tiền đến nhà, sau ông Ca khai là không yêu cầu làm như vậy. Ngọc Anh mang tiền đến mà không báo trước, không nói rõ là tiền gì và bao nhiêu. Số tiền đó để trong nhà hơn một tháng mà tôi không biết cụ thể. Sau này khi giao nộp thì cơ quan công an kiểm đếm tôi mới biết đó là 35 tỷ đồng. Ông Ca khai là trình bày đó, kinh không? Để một tháng mà không biết nha, là 35 tỷ nha các bác. Và ban đầu ông nghĩ Đức vắng nhà nên Ngọc Anh mang tiền đến gửi nên không nói gì đấy, có ai tin không? Đức vắng nhà nên khai là không nói gì đó. Và cái sai của tôi là chủ quan nghĩ đây là tiền khắc phục hậu quả, tôi không ý thức được việc này nên không, nên thành mặc nhiên tôi chấp nhận chạy tội cho Ngọc Anh. Tôi không có ý đồ chiếm đoạt số tiền, nếu tôi kiên quyết thì không như vậy, ông Kha nói. Và khi mà hội đồng xét xử viện kiểm sát hỏi là vì sao khi Ngọc Anh đến đòi tiền thì lại không trả, thì ông Kha cho hay cô này rằng là ngồi gần bao nhiêu tiền mà con nói gì đâu, nếu nói thì mừng quá trả lại ngay đó. Còn Ngọc Anh khai là luôn tôn trọng ông Kha nên không có ý kiến, bị đuổi về thì buồn lắm đó. Và khi nghe ông Ca phủ nhận yêu cầu tiền chạy án ông Đức và bộc phát thì lúc này á, xin thưa với các bác rằng là lúc trước thì ông Đức nói rằng là tình anh em là 19 năm,
Việc gì nhà ông K thì ông Đức cũng có mặt. Nhưng lúc này mà khi thấy ông K là chối đầy đẩy cái việc đó thì ông Đức là xin thưa với các bác. Từng anh em bền vững có còn lâu à, đúng không? Chúng ta có câu rằng là, từng anh em bền vững có còn lâu, thì lúc này ông Đức bắt đầu anh em gì. Lúc này ông Đức bộc phát cảm xúc, khua chân múa tay và lớn giọng dù trước đó thì kêu mệt mỏi. Ai... Bị cáo này đánh giá lời khai của cựu giám đốc công an Hải Phòng là vô cùng phi lý. Nếu ông K không yêu cầu thì gia đình mình không rút tiền từ ngân hàng. Tự dưng tôi cầm tiền mang về mà không có việc gì thì có phải là bị điên đâu. Ông Đức trình bày. Bị cáo Đức khai nếu không vì đưa tiền cho ông K đã không phạm thêm tội hối lộ với mức án là nặng hơn rất nhiều cái hành vi là mua bán trái phép hóa đơn VAT. Có một người anh dám làm mà không dám nhận, khiến tôi bây giờ sống không được, chết không xong. Nếu anh ấy tư vấn tôi đầu thú thì đã không ra cơ sự thế này. Tôi buồn lắm. Anh ca nói không lừa, nhưng đó là lừa đảo hoàn toàn vợ chồng tôi. Cho tôi xin lại số tiền chất chiu từ bé tới giờ. Bị cáo Đức nói như thế. Tình anh em bây giờ đã đứt rồi. Tôi nói thật với các bác nhé. Là người ta gọi là không tình thì còn nghĩa. Tức là mình là người anh, mình là thế nọ thế kia, chơi với nhau mười mấy năm, 20 năm, coi như anh em trong nhà. Thế mà xin thưa với các bác rằng là bây giờ ra tòa với lộ mặt thật. Và lộ mặt thật ở đây á, thì xin thưa với các bác trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người, đây là một vị thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Xin thưa, đến giang hồ khi nó ra nó còn có luật của nó. Thế còn ông tướng này thì xin thưa với các bác rằng là nhìn đã thấy là phi lý. Ông Đức nói thì vô cùng phi lý. Và nếu mà để nói mạnh hơn thì người ta gọi đó là cái từ là vô liêm sỉ. Thế nhưng mà thế đấy, đây là một vị tướng đấy. Và chúng ta tiếp tục này. Theo bị cáo 53 tuổi thì hai bên gia đình đã quen biết 19 năm. Khi ông K có công việc, ông Đức đến phụ giúp và coi như anh em. Chính vì vậy khi xảy ra biến cố, Ngọc Anh mới tìm cựu giám đốc công an Hải Phòng nhờ chạy tội. Và khi chủ tọa hỏi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đúng hay không thì ông K nói là không dám kết luận và nhiều lần khẳng định không ngụy tạo tình tiết để đòi tiền hay là thỏa thuận chạy tội. Và đây là Trương Xuân Đức khổ thân. À, trước câu hỏi từng làm giám đốc công an, thủ trưởng cơ quan điều tra thì có nhận thức được hành vi của mình như cáo trạng nêu là đúng không? Nếu không muốn chiếm đoạt thì tại sao không tìm cách trả lại? Thì ông K đã từ chối trả lời. Đó. Từ chối trả lời. Và ông qua cha hay rằng là nhiều lời khai của nhân chứng là không đúng. Ông không có ý chiếm đoạt tài sản dù thừa nhận cái việc nhận tiền là sai và giữ tiền là sai. Và tôi chia sẻ với các bác thế này, chúng ta nhìn lại cái mồm này, nó gọi là cái mồm điêu chẹo mỏ. Tôi phải nói thế vì khi nghe những cái lời khai như vậy, chúng ta nhìn thử xem để chúng ta thấy rằng là thật sự mình không còn cái từ ngữ gì để nói về con người này. Tôi đã nghe rất nhiều cái giai thoại về ông K khi mà ông chưa bị bắt. Thế nhưng mà đến khi chứng kiến tận mắt, nghĩa là khi chứng kiến qua cái này thôi, với những bài chủ cái này thôi, và diễn biến của phiên tòa như thế này, thì thật sự với các bác rằng là tôi cho rằng là hoàn toàn đúng. Ông này là đường đường là thủ trưởng cơ quan điều tra, giám đốc công an tỉnh. Đáng nhẽ ông phải trả lại tiền, vân vân. Đúng không? Và khuyên con người ta đầu thú. Thế nhưng mà ông Đức cũng khai đấy. Nếu mà khuyên người ta đầu thú thì đã trả đến nước cơ sở như thế này. Và cái việc chối đầy đẩy như thế thì các bác có thể thấy rằng là anh nơi là mưu cao. Nếu như mà lại phải xin phép nó như là báo cáo nọ báo cáo kia thì với một cái người như ông K này thì ông tẩy tẩy trắng chứng cứ ngay lập tức. Như vậy làm sao mà bắt được? Chính nhờ một cái mấu chốt của cái vụ án này, đó là cái tập kích bắt, nghĩa là khám xét và tạm giữ khẩn cấp Đỗ Hữu Ca. Tạm giữ khẩn cấp Đỗ Hữu Ca. Cho nên bây giờ ông ta mới phải ra tòa với cái bằng chứng là tiền nong như thế. Về bản thân là mình là thủ trưởng cơ quan điều tra mà khi được hội đồng xét xử hỏi cái câu đó thì còn nói câu rằng là không dám kết luận. Không dám kết luận. Ghê không? Thế thì thật sự là mình không thể tưởng tượng nổi là ông Đỗ Hữu Ca, ông những cái người hoặc những cái vụ án mà trước đây ông làm thì nó như thế nào. Hôm nay tôi đưa cái này lên trên trang Facebook của tôi ấy. Thế thì tôi có nói câu chuyện đó, tôi bảo rằng là đây, tôi chia sẻ các bác luôn nè, cho nó dễ chịu nhé.
thế vào cái Facebook của tôi và thì các bác thấy ạ, thì tôi có nói thế này, tôi có chụp ảnh tôi thôi, còn bị chết thì tôi có nói thế này. À, tôi có nói thế này, tôi có nói như sau là đọc báo thì thấy anh ca bảo anh Đức là với vợ là tự ý 4 lần đưa 35 tỷ ở nhà mà 1 tháng sau anh mới biết, thì băn khoăn mãi là vợ anh ấy thế nào, bởi vì vợ mình là xin thưa rằng là chỉ cần có để 500 nghìn thôi vì giấu không nổi, là chỉ 5 phút sau là vay ví vợ về, mà để 35 tỷ ở trong nhà mà không biết thì chúng ta không thể tưởng tượng nổi một cái lời khai nó phi lý mức độ cùng cực như thế mà người ta vẫn dám khai, người ta vẫn dám nói, thì cái mức độ trơ trẽn đáng mức độ như thế nào. Và quay ngược lại với một cái người mà thực thi pháp luật thì chúng ta có thể thấy liệu có bao nhiêu vụ án mà ông Đỗ Hữu Ca này đổi trắng thay đen, vấn đề là câu hỏi đó, có bao nhiêu vụ án mà ông Đỗ Hữu Ca này đổi trắng thay đen, nhìn qua vụ này chúng ta có thể thấy luôn kinh khủng khiếp. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một buổi tối tốt lành và nhớ ủng hộ một cái đăng ký kênh nha, like video. Cảm ơn các bác rất nhiều.